Vâng, mình chào quý vị. Hôm nay bonsai đi vượng đi tham quan cái vườn của anh Hiệp, gặp những cái đồ rất độc lạ, đó là những cái cây tường vi được anh em nhà thợ tạo tác thành như những cái lọc bình quý vị ạ. Và những cái chương trình trên Độc Lạ Bình Dương thì họ báo giá những cây này tiền thì kinh khủng khiếp luôn các bạn ạ. Nhưng không biết về đây thì anh Hiệp báo giá như thế nào đây. Hello anh. Ôi sợ anh có những cái đồ độc lạ quá nhỉ. Cây tường vi mà họ uốn như cái lọ lọc bình đẹp thế này. Đây các bạn xem này. Đây, quay các bạn xem hoa luôn đây. Đó. Đó, anh Hiệp đứng cạnh cái lọ lọc bình. Nó là cây tường vi các bạn ạ. Hoa tường vi, lọc bình, hoa tường vi. Nó là cái gọi là cây lọc bình, hoa tường vi à. Hay mình quá có, mình có hai cặp anh em nhé. À, hai cặp à? Hai cặp. Một đôi này với đôi kia. Được, đấy, anh em xem cái đồ độc lạ này. Thực ra tất cả cái này nó do con người tạo tác lên thôi các bạn ạ, nhưng mà rất công phu và cầu kỳ. Cái đôi này thì có nhiêu tiền lắm không anh? Đôi này giao lưu với anh em là 40 triệu một đôi này. À 40 triệu thế á? Cả đôi. Tức là 20 triệu một cây. 20 triệu một cây. À đấy. Thế mà nhiều khi xem trên kênh Độc Lạ Bình Dương thì cứ họ hô hàng hàng bao nhiêu tỷ. Đấy. Nhưng mà về với hợp tác xã Thăng Long thì có 40 triệu một đôi thôi. Và một đôi bên này nữa đúng không? Hoa tường vi thì có một cái điều đặc biệt là rất ăn nước. À là ưa nước à? Các bạn mà nếu mà cứ tưới nước thật đầy đà vào hoa rồi nó cũng bung như lụa đấy. À cứ tưới nhiều nước là cái xe ra rất nhiều hoa đây. Đây các bạn nhìn. Một đôi lọc bình tiếp theo. Còn cả cây kia đúng không anh? Anh sang cây kia này. Để đứng để cho các bạn hình dung ra cho nó dễ. Các bạn ngắm cho nó chi tiết thế nào. Không được quay có một cây, cây kia không biết như thế nào. Vâng. Đó cây tường vi tiếp theo. Đôi này cũng 40 triệu đấy nha. Cũng giá như nhau. 40 triệu. Thế là cứ ra là cứ 20 triệu một cây. Rồi anh ạ, cảm ơn. Đẹp. Rất độc đáo nhỉ, hàng này độc đáo đấy. Đây, đồ độc lạ. Trúc này là 3 thân với mọc lên là 4 thân là 7 thân. Một chậu trúc này bao nhiêu anh? 3 triệu rưỡi một chậu. 3 triệu rưỡi cho anh em về trấn vườn. Vâng, bên này có một chậu nữa này. Hàng chơi phong thủy. 3 triệu rưỡi một đôi là 7 triệu. 7 triệu một đôi đôi trúc này. Trúc đuôi gà. Hàng anh em chơi gọi là phong thủy đấy. Đây có một cái đề đây. Cái đề có bộ dễ đẹp nhỉ. Vâng, cái này chắc là ôm chậu đầu làm lắm này. Vâng, ngày trước làm trong chậu. Ừ. Bóc bỏ đi này, toàn bộ trong chậu. Giờ nó thành này. Nó lạ. Được cái đề ra. Này thì... Anh cứ đứng cạnh thôi, không cần phải đo thước. Anh không cần. Cao là 70 này. Anh cứ đứng cạnh đấy. Thế cho mọi người người ta hình dung ra ngay cái cây đê này. Anh báo giá cái đê này. Cây đê này giao lưu với anh em là 9 triệu. 9 triệu. Cái chậu đặt tiền rồi nhỉ? Vâng. Chậu đẹp quá. 9 triệu. À, đuôi chậu rồng cho mặt nguyệt này. Xì. Xì xì, chú biết cây xì này nó khác biệt ở cái đỉnh này này. À, họ làm như là cái gương hay là cái lư nhỉ? Cái lư. À. Cái đỉnh, đỉnh đồng đấy. Cái đỉnh đồng 7 triệu. Thế đây mà có một đôi hạc trâu bên cạnh nữa nhỉ. Ừ. Thì nó mới là đẳng cấp đấy. Thì lại giá lại kinh khủng đấy. 7 triệu. 7 triệu đôi này. Rất hay. Hoa giấy. 1 triệu 2. 1 triệu 2 cái hoa giấy. Tiếp theo. Xanh nam óng ôm đá. Đây này 3 triệu. 3 triệu. Ồ, có khi cái viên đá này đáng 3 triệu này. Hình như con gì là con đại bàng à? Ừ, con đại bàng. À, họ chế tác thành con đại bàng này. Cả cây, cả chậu, tất tần tật 3 triệu. Là móng đấy chứ này. Cái hoa giấy. Hoa giấy dáng văn nhân. Dáng văn nhân. Cái này giá bao nhiêu anh? Triệu rưỡi. Triệu rưỡi thôi. Rồi. Đây, một lô về văn nhân này. Tiếp tục hoa giấy dáng văn nhân đây. Triệu rưỡi. Cũng triệu rưỡi. Rồi, hàng ngon bô rẻ. À, cái cây này cái quả gì đây? Kim quýt. Cây kim quýt à? 3 triệu. 3 triệu cái này. Quả này có ăn được không nhỉ? Mình không biết được. À. Việt Nam hay chơi kim quýt. Đấy, nhìn đẹp. Quả rất nhiều. À, cái này cái gốc có đẹp đấy. Gốc kim quýt. Cũng làm cây cảnh cái này tuyệt vời rồi. Miền Nam là bán đắt ạ.
Cái này cũng cây hoa giấy. Cây hoa giấy này, cái này 1 triệu. 1 triệu. Đấy, dáng văn nhân này, anh em nào chơi bản trà thành chơi nhẹ nhàng. Văn nhân này 1 triệu rưỡi. À, nghệ nhân tạo cái văn nhân này rất khéo nhỉ. Rất phù hợp dáng dấp. 1,5 triệu nè. Rồi, lại tiếp theo cái đằng này. Một loạt những cây văn nhân rồi. Cây văn nhân này 1,5 triệu. Cũng 1,5 triệu. Cái này đẹp. Nó là giấy mị hay giấy tai? Giấy tím Huế. Tím Huế à? À thì giá trị quá. Còn cái cây này? Cây này 1 triệu. 1 triệu. Đấy, các bạn ạ. Những cây này thì phải có phong tranh rất đẹp. Cây xoài. Luôn cây xoài đi. Cây xoài 3 triệu. 3 triệu cây xoài này. Hàng cây ăn quả, độc đáo, độc lạ. Rồi. Cây hồng xiêm 3 triệu. 3 triệu. Rồi. Lại văn nhân tiếp. Lại một cây hoa giấy văn nhân đây. 1,5 triệu. Cũng 1,5 triệu. Đúng là hàng ngon vỏ rẻ đẹp. Bên này cái chậu này là 1,2 triệu. À, lại cái chậu 1,2 triệu. Chậu dòng nan đấy biết không? Vâng. Cũng 1,5 triệu. Cũng 1,5 triệu. Thế là ăn ra được cái chậu rồi nhỉ. Đúng là cái chậu khi 1,5 triệu thật đấy chứ nhỉ. 1,5 triệu. Ăn không cây rồi. Ồ, oh, đây là một cái cây gạo à. Cây gạo đẹp quá. Đúng là chơi trong nhà một cái gạo nó gọi là cái hũ gạo các bạn ạ. Đem đến là nó ấm về lương thực thực phẩm cho các bạn. Ở dưới này nó có cụ để chơi, cụ bảo là đầu tiên cụ bảo là cây thóc là bao nhiêu tiền Trần Hiệp. À. Mình cứ ngờ ngợ mãi mình ra không biết là cây gì. Thế là cây thóc là cây lúa bảo không, cây thóc ở ngoài vườn này. Chính là cái hũ gạo như mình hả? Nên cụ bảo là cây cây hoa gạo để ôi giời ơi, cụ loại này. Các cụ cứ chơi nho nhè chơi chữ. Đấy anh đứng cạnh để em đây đây đây, anh đứng lại. Rồi. Rồi, xoay một vòng để khán giả xem này. Đẹp không? Cái này đẹp đấy. Lạ. Côn tít nhờ, gốc bô ngọn chỉ. Cũng để về cho một hàng bài thơ chữ nho vào đó. À in luôn vào đấy nhỉ. Nhiều người hôm em thấy khắc ở cái việc viết vào cái cây cây gạo ở Chín Nạm Thầy Thất ấy. Ừ, in vào đấy nhé. À. Này giao lưu với anh em 15 triệu. 15 triệu cái hũ gạo này. Giá công khai luôn. Vâng, cả chậu. Thế thì cả bao ship luôn. À, cả chậu, cả bao ship toàn quốc đấy. Bán là mình giao lưu với anh em là vận chuyển cho anh em đỡ phải suy nghĩ. Đấy, cả cái hũ gạo của anh bán có 15 triệu. Đây anh Hiệp đứng vào đây. À, thả tim nào. Thả tim, thả tim. Đây, tiền bạc ở đây chứ đâu. Rồi, ok anh, đẹp quá. Này có cái hũ gạo này. Cái xanh gì đây? Là móng đấy. Là móng này. Để nuôi lâu lắm rồi. Báo giá luôn. Cái này 7 triệu. 7 triệu. Rồi, thế thôi. Anh em nào thích thì cứ điện cho anh Hiệp. Đây, cái cần thang, cụ cần thang. Một cụ cần thang đây, cần là thăng tiến. Các bạn muốn thăng tiến về công danh sự nghiệp thì sưu tầm cái cần thang để trước cửa nhà. Đem đến là tay nọc. Anh em là 15 triệu. 15 triệu cái này. Có khi soi kỹ cái cụ này tí. Khó lắm cụ. Gốc bổ ngọn chỉ. To đẹp. Con tử thì rụt rịt ở trên đẹp quá. À bên này còn có cái cục này. Đẹp thế này. Nếu không soi thì khán giả không biết được nó có cái cục đẹp như thế này. Đấy, có anh Hiệp đứng cạnh các bạn xem luôn. Cái thác đổ rồi. Rồi, tiếp theo. Cái xoài. Cái xoài 3 triệu. 3 triệu, đúng cái công bao ship với cái trâu nặng như nhỉ. Tiền trộm với tiền bao ship nó tốn. 3 triệu cái này. Vành là 40, gần 40. Có cái cành nó ngoan ngoèo này, đẹp hết đấy. Bạn ạ, uốn hay. 3 triệu cái xoài. Rồi. Cái xanh quê. Một cái xanh quê, anh đứng đằng sau cây đi. Dễ đẹp à?
Cái này được đấy, dáng siêu siêu bay bay. Cái này thì mấy tiền này? Cái này giao đi với nhân 8 triệu. 8 triệu. Cái này là 2 người thân nhé. 2 người B. Rồi, có gì thì các bạn liên hệ với anh Hiệp qua số điện thoại các bạn nhé, để được chụp Zalo hình ảnh kỹ càng hơn. Anh đọc số điện thoại để mọi người liên hệ nè. 0399903128. Dạ bonsai Trần Hiệp. Các bạn liên hệ qua số điện thoại để liên hệ với anh Hiệp. Rồi bonsai Đinh Vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.